Cùng nhìn lại top 10 những sự kiện bất động sản nổi bật năm 2022 với nhiều thăng trầm khi đầu năm sôi động nhưng đến giữa và cuối năm lại điều hưu, khó khăn. Nguồn cung căn hộ thấp kỷ lục, tín dụng thắt chặt, doanh nghiệp khan hiếm dòng tiền, trái phiếu đến hạn, nhiều nhà đầu tư cắt lỗ. Ngoài ra, đây cũng là năm đáng chú ý về sửa đổi hành lang pháp lý cho đất đai. Trình Quốc hội dự án luật đất đai sửa đổi theo tờ trình của Chính phủ, dự thảo luật đất đai sửa đổi trình Quốc hội gồm 16 chương, 245 điều, trong đó giữ nguyên 28 điều, sửa đổi 184 điều, bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Những chính sách mới, quan trọng của dự thảo luật đất đai sửa đổi bao gồm 11 nội dung. Thứ nhất, quy định cụ thể quyền và trách nhiệm của nhà nước, quyền, nghĩa vụ của công dân đối với đất đai. Thứ hai, hoàn thiện các quy định về các quyền của người sử dụng đất. Thứ ba, về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thứ tư, về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thứ năm, về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Thứ sáu, về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất, điều tiết quan hệ giữa nhà nước, thị trường, xã hội. Thứ bảy, về phát triển quỹ đất, thị trường quyền sử dụng đất. Thứ tám, về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, giải quyết những tồn tại hạn chế trong quản lý đất có nguồn gốc nông, lâm trường. Thứ chín, quy định về quản lý, sử dụng đất đa mục đích. Thứ mười, quy định về chuyển đổi số và cải cách hành chính. 11 là thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Sau thời gian lấy ý kiến nhân dân từ 3 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 15 tháng 3 năm 2023, Chính phủ sẽ tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi. Báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 tháng 5 năm 2023. Nóng vụ bỏ cọc đấu giá đất Thủ Thiêm. Kết quả đấu giá các lô đất Thủ Thiêm nổi tiếng trong năm 2022 vì tổng giá trị dự kiến mang về cho ngân sách thành phố Hồ Chí Minh hơn 37.346 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 10 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bán đấu giá lần lượt 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3, khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Ngôi Sao Việt thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trúng đấu giá lô đất 3 đến 12. Thời điểm đó, Tân Hoàng Minh trúng đấu giá lô đất với số tiền 24.500 tỷ đồng, hơn 2,4 tỷ đồng M2. Đây cũng là mức giá đất cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và lập đỉnh tại thị trường Việt Nam. Tiếp đó, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và kinh doanh nhà thương mại Bình Minh trúng đấu giá lô đất 39, diện tích 5.009,1 m2 với giá 5.026 tỷ đồng. Công ty cổ phần Sin Mega trúng đấu giá lô 38, có diện tích 8.500 m2 với mức 4.000 tỷ đồng. Công ty cổ phần Dream Republic trúng đấu giá lô đất 35, có diện tích 6.446 m2 với mức 3.820 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngày 11 tháng 1 năm 2022, lãnh đạo tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có tâm thư xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất đã trúng thầu trước đó với giá 24.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm. Sau Tân Hoàng Minh, lần lượt cả ba doanh nghiệp kể trên đều bỏ cọc, mặc dù không ít lần cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ sau khi trúng đấu giá. Sau khi bốn doanh nghiệp bỏ cọc thì các lô đất này được giao lại cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tổ chức đấu giá lại các lô đất này tùy thuộc vào quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đề xuất quy định thời hạn sở hữu chung cư gây tranh cãi. Năm 2022, dư luận khá ồn ào về đề xuất thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Với thời hạn sở hữu nhà chung cư, Bộ Xây dựng đưa ra hai phương án, hoặc bổ sung mới quy định về thời hạn sở hữu nhà xác định theo thời hạn sử dụng của công trình, hoặc giữ nguyên thời hạn sử dụng như quy định hiện nay, tức không quy định niên hạn. Phương án một thực tế giống quan điểm mà Bộ đưa ra vào tháng 6 năm 2022. Câu chuyện tranh cãi về thời hạn sử dụng chung cư 50 đến 70 năm trong năm 2022 cũng là nội dung thuộc phương án này. Ở bản dự thảo lần 2, điểm mới chính là việc bổ sung điều khoản thời hạn sở hữu nhà chung cư cho phương án 1. Bộ Xây dựng đề xuất thời hạn sở hữu nhà chung cư áp dụng với chung cư thương mại, chung cư xã hội, tái định cư, chung cư công vụ. Thời hạn sở hữu nhà được xác định theo của công trình nêu trong hồ sơ thiết kế đã thẩm định và được tính từ khi nghiệm thu toàn bộ công trình đưa vào sử dụng. Khi thẩm định hồ sơ thiết kế, cơ quan có thẩm quyền phải ghi rõ thời hạn sử dụng chung cư. Thời hạn sở hữu nhà chung cư cũng phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán căn hộ. Tuy nhiên, với các nhà chung cư được cấp giấy phép xây dựng hoặc có văn bản thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, đối với trường hợp miễn giấy phép xây dựng trước ngày luật này có hiệu lực, người dân được sở hữu không thời hạn như quy định cũ. Cạn room, tín dụng bất động sản. Năm 2022, dù dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát nhưng giá bất động sản vẫn tiếp tục tăng nóng một cách bất hợp lý. Chính vì vậy, tháng 4 năm 2022, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có công văn số 1976 gửi các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, yêu cầu triển khai, thực hiện nghiêm một số vấn đề để đảm bảo an toàn hoạt động. Thực hiện kiểm soát các khoản cấp tín dụng với lĩnh vực rủi ro như đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông, trái phiếu doanh nghiệp.
Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho biết đến cuối tháng 4 năm 2022, tổng dư nợ đối với lĩnh vực bất động sản của các tổ chức tín dụng đạt 2.288.278 tỷ đồng, tăng 10,19% so với cuối năm 2021. Chiếm tỷ trọng 20,44% trong tổng dư nợ đối với nền kinh tế, tỷ lệ nợ xấu là 1,62%. Trên thực tế, một số ngân hàng cũng có động thái thông báo dừng cho vay bất động sản với lý do hết hạn mức room tín dụng. Việc kiểm soát tín dụng đã cho thấy rõ tác động lên thị trường bất động sản khi thanh khoản của thị trường bị tắc. Bất động sản, ngấm đòn, nguồn cung thiếu hụt trầm trọng. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam VNREA, cho biết kể từ năm 2019 thị trường bất động sản đã có dấu hiệu không tốt. Trong khi năm 2018 cả nước có gần 200.000 sản phẩm mới đưa vào thị trường thì năm 2019 chỉ còn một nửa. Trong 2 năm 2020 đến năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát khiến nguồn cung tiếp tục sụt giảm. Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm 2022 chỉ còn có hơn 30.000 sản phẩm mới tung vào thị trường, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2021. Theo ông Đính, có hai vấn đề dẫn đến việc giao dịch bị sụt giảm, đó là rào cản pháp lý để các dự án bất động sản có đủ điều kiện tham gia vào thị trường. Hiện nay, các địa phương vẫn còn rụt rè phê duyệt dự án để đưa vào thị trường. Thứ hai, ông Đính cho rằng vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đến giai đoạn hiện nay nguồn tín dụng vào bất động sản cũng được quản lý chặt hơn, room khắt khe hơn nên dòng tiền chảy vào thị trường rất khan hiếm. Từ đó, các nhà đầu tư, nhà tiêu dùng muốn đầu tư sản phẩm, kinh doanh mà không có tiền thì không thể thực hiện được nên các giao dịch giảm đi. Theo khảo sát của VNREA, giá bất động sản hiện nay đã tăng rất mạnh trở lại. Thời điểm này đã tăng 30% so với năm 2021 và 50% so với 2019, có phân khúc tăng đến 100%. Tuy nhiên, thực trạng nói chung số lượng dự án vẫn đang còn hạn chế và chưa có dấu hiệu cải thiện. Từ đó, gây mất cân đối cung cầu khiến giá sản phẩm bán và cho thuê đều tăng. Tỷ lệ hấp thụ giảm, ít sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở thực và giá cao. Cùng với đó là các địa phương khó phê duyệt các dự án có đất, kể cả khu công nghiệp, khu kinh tế mặc dù nhu cầu đang rất là cao. Doanh nghiệp bất động sản khát vốn, cắt giảm 50% lao động. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, HoReA, vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở, mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái, khủng hoảng có thể kéo theo suy thoái. Khủng hoảng kinh tế, tác động bất lợi đến mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội. Do thị trường bất động sản đang rất khó khăn nên một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản phải thực hiện các giải pháp cấp thời, tự cứu mình, để tồn tại trước đã và chờ cơ hội đầu tư kinh doanh mới, như phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh dừng, đình hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án, công trình, dừng triển khai các dự án mới, dừng phát hành cổ phiếu tăng vốn, dừng IPO, mua lại trái phiếu trước thời hạn. Điều này sẽ tác động đến sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, trực tiếp làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản đã phải tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động, thậm chí có tập đoàn giảm đến trên dưới 50% lực lượng lao động, tác động đến vấn đề an sinh xã hội, tác động đến nhiều hộ gia đình, hoặc phải giảm lương, tác động đến cuộc sống của nhiều người lao động, công nhân xây lắp, nhân viên môi giới, nhất là đang cận kề Tết Quý Mão 2023. Do tắc nguồn vốn tín dụng, tắc nguồn vốn trái phiếu, tắc cả nguồn vốn huy động từ khách hàng, nên một số tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản đói vốn đã phải vay vốn ngoài xã hội tín dụng đen với lãi suất rất cao đầy rủi ro, hoặc phải bán bớt tài sản, chuyển nhượng dự án hoặc bán sản phẩm bất động sản, nhà ở với chiết khấu sâu thậm chí đến 40-50% giá hợp đồng, tạo ra cơ hội cho khách hàng mua với giá rẻ hơn. Nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro do đây là sản phẩm hình thành trong tương lai. Khởi tố vụ án liên quan Vạn Thịnh Phát vì lừa đảo trái phiếu. Đầu tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Đồng thời C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Kết quả điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 đến năm 2019. Xét xử công ty địa ốc Alibaba. Ngày 8 tháng 12, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty CP Địa ốc Alibaba, gọi tắt công ty Alibaba, đối với bị cáo Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành công ty Alibaba, và 22 đồng phạm. Vụ án lập kỷ lục bởi số lượng người tham gia tố tụng lên đến gần 5.000 người, với khoảng 1 triệu bút lục, hàng chục luật sư tham gia bào chữa. Chính phủ lập tổ công tác gỡ khó cho bất động sản ngày 17 tháng 11,
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thành lập tổ công tác của Thủ tướng về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, tổ công tác sẽ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm tổ trưởng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú và Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh là tổ phó. Thành viên của tổ công tác gồm Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Cao Lục, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc. Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản cho các địa phương, doanh nghiệp tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, tổ công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản với nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Tổ công tác cũng cần tổng hợp, tham mưu Thủ tướng báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản đối với các nội dung vượt thẩm quyền của Thủ tướng. Tổ công tác cũng có nhiệm vụ đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai thực hiện các dự án bất động sản thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, địa phương, tham mưu, kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật liên quan.